Buổi tối tất cả mọi người thì trong cuộc họp thường kỳ ngày 12 tháng 8 thì Bến Tre có thể xem xét tính toán đến việc tiếp tục chỉ thị thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có thể nới lỏng ở các vùng xanh. Thì ngành y tế nhận định là trong ngày 12 tháng 8 tỉnh tiếp tục ghi nhận các ca bệnh ở các cơ sở cách ly y tế tập trung và vùng phong tỏa, thì ổ dịch ở một công ty cổ phần thức ăn gia súc tiếp tục ghi nhận ca bệnh, ghi nhận trường hợp F0 là tài xế vận tải hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre, do đó còn nguy cơ nhiễm bệnh và lây bệnh rất cao. Thì hiện tại là tình hình phòng chống dịch tại các điểm nóng là tiếp tục truy vết nè, khoanh vùng dập dịch nè, triển khai tiêm vaccine trên địa bàn nè. Tất cả các ca F0 đều đã được đưa đi cách ly điều trị, các ca F1, F2 là cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thì nhiều xã là đã bảo vệ được địa bàn, nhiều tuần không có phát sinh ca F0. Thì sắp tới là chuẩn bị sẽ tiếp tục đón công dân Bến Tre từ Thành phố Hồ Chí Minh về đợt tiếp theo, quản lý chặt chẽ các tài xế vận chuyển về phòng chống dịch Covid-19, chú ý quản lý chặt chẽ hơn việc ra vào của các công nhân tại các công ty. Thì một số địa phương á, thì cũng đã xin ý kiến là tiếp tục áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm một tuần hoặc là 10 ngày là phải đồng bộ trên toàn tỉnh, và phải tận dụng cái thời gian này là phải làm sạch địa bàn vì nhận định là vẫn còn yếu tố rủi ro, thì mở nguy cơ một số xã vùng xanh có thể áp dụng chỉ thị số 15. Thì lực lượng các chốt thì phải cần lưu ý là phải bảo đảm cái sức khỏe nè, giám sát những người là đã hoàn thành việc cách ly nè, và đối với việc phân phát và hỗ trợ là có thể mở rộng đối tượng khó khăn, và phải quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch, là khi phát hiện là phải đưa đi cách ly ngay, có sự quản lý tốt. Thì bên cạnh là việc tập trung là công tác phòng chống dịch là phải xem xét thực hiện các công việc khác, trong đó là việc rà soát các dự án nè, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chuẩn bị kế hoạch là khai giảng năm học mới nè, quan tâm chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là hạn mặn, có thể xem xét là phương án là tính toán đến việc là tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16, trong đó là có thể nới lỏng các vùng xanh và tiếp tục thực hiện cung ứng chuỗi hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ các đối tượng khó khăn ngoài nghị quyết số 68 NQCB. Kế hoạch là đón người dân Bến Tre từ Thành phố Hồ Chí Minh về là sẽ tiến hành từ từ, không làm ồ ạt, và đảm bảo công tác quản lý khi đưa về là đến các khu cách ly ngay, là chuẩn bị các điều kiện để kiểm soát được dịch bệnh, là tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin nhanh tối ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn.